chào các bạn. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái hệ điều hành webOS 3.0. Đây là hệ điều hành mới nhất mà LG họ tích hợp trên những dòng TV 2016. Thì như các bạn thấy đây là cái TV mình đang chiếu một cái bộ phim mà mình chiếu từ cái ổ cứng. Thì cái khả năng mà những cái TV Smart TV hiện nay thì nó của LG thì đều có khả năng xem phim trực tiếp từ ổ cứng. Đây là cái phim định dạng MKV. Thì đây là một cái định dạng rất là phổ biến mà hiện nay bạn có thể download trên mạng được. Thì về cái giao diện hành chính thì như các bạn thấy ở đây thì chúng ta có, đây là giao diện hành chính của cái webOS. Thì ở dưới này thì chúng ta sẽ có một loạt những cái ứng dụng nó được sắp xếp theo dạng thẻ bài. Thì các bạn có thể dùng cái remote để bạn điều khiển. Thì như các bạn thấy đây, cái remote nó có một con chuột thì bạn có thể dùng con chuột này để lướt qua những cái ứng dụng. Thì khi bạn lướt đến góc thì nó sẽ tự động chạy qua. Thì về cái phần giao diện á thì webOS thì cái phong cách của webOS thì nó hơi hoạt hình một chút. Thì cá nhân mình cảm thấy là nó khá là thân thiện so với cái giao diện hiện đại và bóng bẩy của cái Android TV hay là của Tizen. Thì tùy theo cái gu của bạn thì bạn có thể thích hoặc không thích. Nhưng mà những cái thiết kế như thế này thì nó sẽ khá thân thiện với những đặc biệt là những cái bạn trẻ. Cái tính năng thì các bạn ở trên này thì nó có 3 tính năng chính là phần truy cập trực tiếp vào cái phần âm thanh, phần nhạc. Ở trên này là phần on input, tức là bạn bấm vào thì bạn có thể xem được là những cái kết nối bạn đang có. Thì ở đây thì mình đây là cái ổ cứng của mình. Còn nếu bạn kết nối anten thì nó sẽ có cái tín hiệu anten ở đây, cổng HDMI. Thì cái dòng sản phẩm này sẽ có 3 cổng. Nó có 3 cổng HDMI và có cái phần green share. Green share này thì mình đã có một video nói về cái khả năng mà truy tín hiệu từ cái điện thoại lên cái màn hình, thì nó sử dụng cái tính năng green share này. Ngoài ra thì ở cuối cùng thì bạn sẽ có phần là điều chỉnh option setting. Thì khi bạn chỉnh vào thì nó sẽ có những cái phần chỉnh nhanh là chỉnh cái lựa chọn về hình ảnh, cái tỷ lệ của màn hình, âm thanh và những cái giờ báo thức. Thì ngoài ra thì bạn có thể vô cái phần on setting này thì bạn có thể chỉnh rõ hơn là chúng ta sẽ có những cái phần chi tiết hơn ở đây. Quay trở lại cái màn hình chính á, thì cái OS này thì nó sẽ có cái phiên bản 3.0 thì có một số tính năng đặc biệt, những tính năng mà bên LG họ thêm vào bên cạnh những cái tính năng mà bản 2.0, bản 1.0 mà có phía trước. Thì một trong số những tính năng đó là tính năng multi view. Thì tính năng multi view này nó cho phép là bạn sử dụng hai cái tín hiệu cùng một lúc. Trong webOS 3.0 thì ngoài cái tính năng multi view thì nó có một cái tính năng khá thú vị khác, đó là tính năng zoom, light zoom. Thì bạn thấy ở đây là cái trên tay mình là cái remote. Thì ở dưới cùng này thì bạn thấy là cái tính năng là focus, tính năng light zoom. Thì khi bạn ấn vào thì trên màn hình nó sẽ hiện một cái hình tròn. Thì cái hình tròn này nó sẽ phóng to cái hình ảnh lên. Như bạn thấy ở đây thì mình đang phóng to cái hình ảnh mình đang thấy lên. Bạn có thể tăng cái mức độ lên, cái mức độ phóng to lên. Giả sử đây mình đang phóng to là 300%. Thì cái chất lượng của cái tính năng zoom này thì nó tùy thuộc vào cái nguồn của bạn. Ở đây thì mình đang sử dụng cái video 4K, bởi vậy cho nên cái chất lượng nó khá là tốt. Nhưng mà bạn vẫn có thể sử dụng nó với những cái video mà Full HD hoặc là 720p. Mà dĩ nhiên là khi bạn phóng to lên thì cái hình ảnh nó sẽ không được đẹp như là cái 4K này. Thì cái tính năng này nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái trải nghiệm. Tuy nhiên nó là một tính năng mà các bạn có thể vui vẻ với nhau khi mà bạn xem những cái phim hay là gì đó. Còn về cái khả năng mà xem video thì như bạn thấy đó, cái video này thì mình đang chiếu trực tiếp từ cái ổ cứng. Thì webOS 3.0 nó cho phép bạn xem cái video trực tiếp từ ổ cứng. Giả sử như ở đây mình đã cắm một cái ổ cứng mình vào, thì khi bạn vào cái phần photo video thì bạn có thể truy cập vào cái ổ cứng đó. Ở đây mình vào thì ngay cả những cái nó có thể xem được những cái video định dạng MKV, định dạng AV và định dạng, đó là những cái định dạng phổ biến. Thì ở đây thì ngay cả những cái video định dạng 4K như thế này thì nó vẫn chiếu được và không cần bất cứ một cái thiết bị nào khác hỗ trợ. Ngoài cái những cái chiếu bình thường á, thì nó còn cho phép bạn có thể tùy chỉnh những cái phụ đề. Thì cái video này không phụ đề, nhưng mà nếu mà có phụ đề thì nó sẽ cho phép bạn chỉnh ở đây. Về cái mặt ứng dụng á, thì cái LG họ có một store riêng dành cho webOS, là nó tên là LG Content Store. Thì khi bạn vào đây thì bạn có thể tải về những cái ứng dụng như là Soha Film, YouTube hay là Zing gì đó. Thì về cái độ phong phú thì nói chung là nó đáp ứng cũng tạm được về những cầu giải trí của bạn. Nếu mà so với những cái hệ hành khác thì cái webOS thì nó cũng tương đối là khiêm tốn.
nó chỉ đáp ứng được tương đối đầy đủ thôi. Tức là các bạn có Suha Film này, bạn có YouTube này, bạn có VN Express để đọc báo, ngoài ra còn có Zing và FT Play. Còn những cái game đồ này nọ thì nó cũng có tương đối. Nhưng thấy là đây là phần game, nó không nhiều bằng những cái hệ điều hành khác, nhưng mà nói chung là nếu bạn quá không quá khó tính thì nó cũng tạm được. Nhìn chung thì cái webOS 3.0 của LG nó là một hệ điều hành dành cho Smart TV khá là ổn ở hiện tại. Thì bạn có giao diện rất là thân thiện, và bạn có, nó cho phép là bạn có thể đọc được những cái nhạc, phim ngay trực tiếp từ cái ổ cứng, cũng như là có kho ứng dụng. Thì cái kho ứng dụng này thì về nếu mà xét mặt bằng chung thì nó cũng không phải là phong phú nhất, nhưng mà nó vẫn đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu giải trí thông thường. Vì vậy bạn thật sự ra nếu mà mua cái sản phẩm này thì cái TV của LG thì bạn cũng không cần thiết là phải mua những cái đầu HD để bổ sung thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.